Ôi, máy nói cho bà tin mình xin chào bà con nghe bà con. Đó, hôm ngày bà con mình cũng có hỏi thăm về cái vấn đề là bên nén thuốc, nén rửa xe, rồi nén xài gia đình, rồi tưới ruộng, tưới rẫy, rồi đầu máy nhịp bãi này kia, đầu máy mới đó. Thì bữa nay á là máy nói cho bà tin mình cho lên một cái mẫu mới. Nó là cái mẫu là nén rửa xe, cũng có đủ loại ha. Từ T22-21HB-2HB-3HB. Đó là dàn cầu khung, ống và bộ nguyên bộ dàn nén mới và nguyên bộ dàn nén bị đi dịch bãi. Thì nói chung ra mình có hai loại, thì bà con nào cần sử dụng cái dòng nào thì liên hệ trực tiếp với máy nổ dịch bãi Thanh Bình qua số điện thoại là 0944464963 ha. Số đó cho màn hình lúc nào cũng có. Rồi bây giờ vô cái vấn đề là giới thiệu về đầu nén đi ha. Nó giới thiệu về đầu nén thì máy nổ dịch bãi Thanh Bình sẽ giới thiệu về cái đầu nén trước cho bà con mình ha. Đó, đây đây là con này, là con nén Osaka. Nó hàng thương hiệu nổi tiếng nha bà con. Osaka này thì được một cái nó là nén, nó là nén tininox ha, nó là tininox nên bà con sử dụng với đồng rẫy ruộng rất là ok ha. Con này là cái nén của nó là 2.0 HB, nó 450 kg, 420 hoặc là 420 đến 45 nó kg trên mà lực áp của nó ha. Nó này 14-22 mm nè, nó 1.000-1.200 mm gì nè. Sản xuất tháng 3 năm 2024 ha, model Osaka S38. Đó, con này là của Osaka ha, gồm hai khóa một hút ha. Đó, con này là dây hút dây hồi luôn ha, nó có dây hút dây hồi luôn. Nói chung ra là mình giới thiệu cái phần này là bên cái đầu nén thôi, còn phụ kiện kèm theo của nó thì nó đầy đủ cho bà con mình ha, là gồm dây đồ hút hồi nè ha, dây hút dây hồi và tặng kèm theo tripod cho bà con luôn ha. Khi bà con mua cái bot này, mua cái nén này thì là mình sẽ rồi tiếp theo là nó có một cái bộ phụ kiện kèm theo của nó, là mình để cho bà con coi ha, là một dây hút và một dây hồi. Nó kèm còn cộng theo là một con dây hút và con dây hồi, loại dây gân tốt nha bà con. Nó hàng thương hiệu nổi tiếng tốt thì nó sẽ có cái biến hướng dẫn sử dụng nè. Nó rồi một cái hoa lăng nè, nó rồi ốc tán bắt nén phốt bọng đồ đầy đủ cho bà con mình ha. Nó rồi thêm kèm theo thêm một cái lược nữa nè, nó kèm theo thêm một cái lược nữa ha, là đủ bộ của nó ha. Đó, thì nói chung ra là mình giới thiệu chỉ có phần một cái đầu tiên thôi ha. Còn mấy cái sau thì mình chỉ có quay cái nén cho bà con mình tham khảo thôi. Thì cho bà con mình thấy nó cũng rồi ha. Rồi á, riêng đó là bà con mua cái đầu nén này thì bên máy nổ thì phải mình sẽ tặng cho bà con kèm theo một cây nhớt ha. Đó, tặng kèm theo bà con mình một cây nhớt để cho bà con mình về sử dụng ha. Đó, bà con nhớ dùng cho máy nổ thì phải Thanh Bình đó là mua nén này về xài thì gọi với đổ nhớt đây ha. Nó đổ nhớt đây thì máy nó mới sử dụng được ha. Nó đổ nhớt đây. Đó, con này là Osaka. Đó, hàng thương hiệu nổi tiếng 2.0 HB ha. Đó, quanh khóa của nó, quanh khóa bằng inox luôn nha bà con. Đó, áp nè. Áp 40 đến 60 ha. Chỉnh tăng đưa lớn nhỏ này kia là đủ chân ha. Đó, đây, kèm kèm một cây nhớt. Thì cái con này hiện tại bên đó là máy nổ dịch bãi Thanh Bình đang bán cho bà con cái giá là 950.000 ha. 950.000 là bao ship tận nhà và tặng kèm cho bà con một chai nhớt ha. Đó, đầu tiên thì bà con nào sử dụng con nào thì nhớ dùng cho máy nổ chứ phải Thanh Bình là cái số tiền ha, gọi là 950.000. đó, con đầu tiên, đầu nén Osaka. Rồi tiếp theo tới cái đầu nén Osaka. Đó, thằng này là Osaka 2.0 BS 40 được áp. Nó mít model 800-1002. Nó sản xuất tháng 10 năm 2023. Đó, con này là tininox, áp hút tự xả hồi ha, là tự hồi tự xả luôn, chỉ có một ống dây ra thôi. Nó khóa là khóa tininox này ha, áp Osaka ngoài tininox. Con này thì cái giá thành nó cao hơn con đó ha, chụp áo này kia đầu này. Con này là nén gân, nó gân nén gân trên tininox, nén tốt ha. Tininox thì bà con xài sử dụng thuốc hay gì đó, rửa xe nó rất là bền, có tình trạng mà hư phốt thay phốt này kia đâu ha. Đó, thì cái con này là mình sẽ lên cái số tiền cho bà con mình luôn để cho bà con mình tham khảo luôn ha. Thì bà con muốn chọn con nào thì nó sẽ có số tiền ở trên máy hết trơn ha. Bà con nào sử dụng cái nào thì đọc cái nói số tiền là mình sẽ gửi đúng cho hàng cho bà con mình ha. Đó, con này Osaka là nén gân này ha, cũng dây hút còi đầy đủ cho bà con mình ha. Con này thì mình đang bán cho bà con cái giá là 1.200.000. Đó, tiền nóc 1.200.000 bao ship ha. Con này là 950.000 bao ship, 1.200.000 bao ship. Đó, rồi. Nén cực kỳ đẹp ha. Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ đến với cái dòng mà nén ti sứ nha bà con. Đó, này là ti sứ ha. Đó, hồi nãy là ti nóc, bây giờ là ti sứ. Đó, con này đến cũng từ là thương hiệu Osaka. Con này là 2.0 HB. Đó, là 450 áp, 120 mm. Nó sản xuất tháng 3 năm 2024. Đó, dòng mới về không nha bà con. Cũng phá đi nắp ha. Đó,
con này thì hút viên hồi xã riêng ha, Osaka chụp này một đi nóc này ha, đồ đạc rất là vip luôn. Đặc biệt con này là ba ti mà ti đi nóc các bạn, ti sứ nha bà con. Nó ti sứ là giá thành nó cũng hơi cao một tí ha, ti sứ thì xài cực kỳ bền, bà con biết cái ti sứ rồi đó. Đó rồi đồ đạc cũng rất liêm ha. Đó, con nén này là ti sứ, bên hông này chụp bằng chụp đi nóc luôn nè bà con, rất là đẹp luôn ha. Đó có chỉnh áp này kia cho bà đủ cho bà con mình luôn nè. Đó con này hiện tại mình đang bán cho bà con ti sứ á, nó 2 HP thì mình đang bán cho bà con cái giá là 1.800.000 ha, 1.800.000. Đó. Tiếp theo, bà con nào sử dụng đem về rửa lú, rửa xe hông tải lớn hoặc là rửa ô tô, mô tô rồi đó thì mình có cái dầm lớn cho bà con mình ha. Con này á là 2.9 HP là 3 HP nha bà con. Đó, con này hiện tại nó đang xài ti là ti ti sứ nha bà con. Nó ti sứ mà ti 30. Đó, con này là ti 30 ha. Đó, ti 30 thì áp nó rất là cao. Con này áp rất là cao nha bà con. Đó, áp nó dao động mạnh lắm. Con này cực kỳ mạnh ha, ti 30 nè. Và đầu xả bằng đi nóc luôn ha, cái còi bằng đi nóc hết ha. Đó, cái bơm áp sức của nó bằng đồng luôn này ha. Trên này nó có cái đầu dặn mà mình chưa dặn vô ha. Áp rất là ok luôn. Con này nén lớn nha bà con, nén này sử dụng lớn nha. Bà con là sử dụng nén lớn để rửa xe, rửa lú đầu dùng biển đồ ha. Thì nói chung là mấy cái nén này thì bà con mua thì mình sẽ tặng cho bà con kèm theo á là ấy, kèm theo toàn bộ cho bà con mình đó là đủ đồ cho bà con mình ha. Đó là với một chai nhớt ha. Con này á là nó ti 30 ha. Nó mà ti sứ nữa chứ. Đó mà giá thành rất là rẻ luôn. Con này thì mắc hơn con này. Con này hồi nãy là giá một ti nóc thì giá của nó 1.800.000. Đó, 1.800.000 thì con này á là con này là ti 30 HP. Thì con này ti sứ các bà con. Đó, ti sứ thì xài cực kỳ bền này, nổi tiếng thương hiệu nổi tiếng này. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.200.000 ha. Đó, 2.200.000 là bao ship tận nhà cho bà con mình luôn, 3 HP ha. Đó rồi. Tiếp tục kèm theo á là bên bên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình đó là có bán kèm theo full phụ kiện cho bà con mình luôn. Nó full phụ kiện thì ở đây nó sẽ có một cái ống nè ha. Ống thì bà con mình cần sử dụng ống á thì mua cái phần ống bên đây mình có bán ống xịt ha. Ống xịt là nó ví dụ như bà con mua 20, 30, 50, 100 mét có đủ cho bà con mình luôn ha. Đó. Ống xịt thì bà con nào cần mua thì liên hệ ha. Đó, rồi kèm theo là hai bộ khung nhà cầu. Đó, hai bộ khung. Đó, bà con muốn xài khung tròn này á thì giá là nó rẻ. Khung tròn này thì hiện tại mình đang bán cho bà con giá là 280.000 một bộ ha. Khung tròn bánh xe này ha. Đó, 280. Đó. Còn cái khung này á, khung này hiện tại mình đang bán á, khung này là khung sắt V ha, sắt V hai cái xe lớn. Đó, khung này đủ bộ luôn. Đó, khung này đủ bộ là khung cứng cáp luôn nè. Bà con có về có thể gắp máy xăng, gắp mua nén này kia rất ok ha. Đó, bộ này rất ok. Thì bà con nào muốn mua mấy cái phụ kiện kèm theo ví dụ như ống xịt hay là dàn khung dàn cầu thì có đủ với bà con nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về cái phần bên nguyên bộ ha. Thì nguyên bộ chắc cái thành nó sẽ rẻ hơn để cho bà con mình dễ sử dụng ha. Ở đây, đây là tiếp theo là cái đầu nén này á, là đầu nén này á, là nó đang chạy cái động cơ là Osaka. Nó 6.5 PS, phốt thẳng tua nhanh vòng cua 4.000. Con này hàng chất lượng nha bà con. Hàng máy Osaka này là của thương hiệu của Đài Loan ha, được nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy nè. Nó có số xe ghi, có mét da băng đầy đủ cho bà con mình ha. Đó, số xe ghi nằm bên hông, sau lưng nó sẽ đóng chữ cái da băng mà hoàng. Chụp bô là chụp bô bằng đi nắp này ha. Đó, chụp bô nóc, chụp bô e tốt nè. Đó, con máy này rất là tốt ha. Rồi, nó đang xài cái khung bánh xe ha. Nó đang xài cái bơm là Osaka. Nó cái nén của xe là Osaka. Nén của xe nó thì tốt nè. Osaka ti đi nắp ha. Ti nắp hút hồi là tự trả về luôn ha. Đó, thì cái con này hiện tại nó đang đủ bộ của nó là nguyên bộ gì đó, làm bao ship tận nhà cho bà con mình luôn. Và cũng là cái này là mình đóng nguyên bộ cho bà con ha, là đủ bộ hết trơn, là còn mu ly trước, mu ly sau, dây go go, nó đủ bộ cho bà con ha. Tặng kèm cho bà con hai chai nhớt, một chai đổ vô máy và một chai đổ vô nén ha. Toàn bộ nguyên khung dàn cầu cho luôn, bao ship tận nhà cho bà con mình luôn. Kèm theo là 20 mét dây ha, kèm theo là 20 mét dây thì chọn bộ này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 3.200.000 ha, 3.200.000. Đó, bộ này là nguyên bộ mới. Đó, bà con về là chỉ việc sử dụng thôi ha, bao ship tận nhà cho bà con mình luôn. Rồi, tính chọn bộ cái này là 3.200.000 cho bà con luôn ha. Đó, 3.200.000 một bộ. Đó, một bộ là còn nén mới nè, ti đi nóc và máy mới luôn ha. Rồi, qua tới cái bộ này đi. Rồi, tới bộ kế. Đó, cái bộ kế bên đây thì mình đang nấu cho bà con cái này là
Bà con giỡn được, bà con giỡn được.